Nha-san, ohayou gozaimasu. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong phần học ngày hôm nay, chúng ta học về cách nói, về cách thức thực hiện một cái việc nào đó bằng tiếng Nhật. Cách thức thực hiện một việc nào đó bằng tiếng Nhật. Cách thức diễn như sau: danh từ đi với trợ từ đế và đi với động từ. Động từ ở đây dùng động từ chung là làm bằng cái n này. Thế thì diễn tả cái cách thức làm sao mà chúng ta tiến hành làm một cái việc gì đó. Các bạn nhìn thấy đây. Ăn cơm bằng đũa đúng không ạ? Ăn cơm bằng đũa. Ăn cơm bằng đũa. Hashi, đũa. Go hàng ngộ tabemasu. Vậy, chúng ta thêm trợ từ đấy vào, chúng ta sẽ nói được câu là gì? Hashi de go hàng ngộ tabemasu. Được rồi. Moichido imashou. Các bạn lưu ý, chúng ta có từ hashi là đũa, nhưng chúng ta hashi thì lại là cây cầu. Cho nên là hashi de gohan wo tabemasu. Nhưng hashi, hashi, cây cầu. Ii desu ka? Kore wa oboete kudasai. Chúng ta có một ví dụ khác. Kore wa kami desu ne? Tờ giấy đúng không ạ? Anh ấy đang gì ạ? Cắt đúng không ạ? Vậy là gì? Cắt giấy bằng kéo. Vậy kéo sẽ là gì? Hasami. Kami o kirimasu, cắt giấy. Vậy chúng ta sẽ được câu là gì? Hasami de kami o kirimasu. Được rồi. Moichido imashou. Hasami de kami o kirimasu. Chụp ảnh bằng gì đấy? Smartphone desu ne. Đem vạ bằng điện thoại đúng không ạ? Thực ra chỗ này chúng ta sử dụng từ smartphone thì đúng hơn. Smartphone de shashin o torimasu. Smartphone là gì? Điện thoại thông minh. Hai. Chúng ta cũng có thể dùng điện thoại cũng được. Điện thoại là điện thoại nói chung. Điện thoại. Điện thoại để xả sinh ngộ Thorimas. Tức rồi. Mới chế độ imasho. Cô là Terebi desu. Terebi desu. IUA có nghĩa là gì? Nhưng không đúng không ạ? Nhưng không có đúng không ạ? Hanasimasu ne. Thế. Nhưng không có Hanasimasu. Bằng gì đấy? Nhìn từ TV cho nên là gì? Học tiếng Nhật bằng TV. Vậy chúng ta sẽ có câu là gì? テレビで日本語を勉強します。どうぞ。もう一度話しましょう。テレビで日本語を勉強します。これは日本語ですね。日本語です。で、レポートを書きます。viết báo cáo bằng tiếng Nhật. Khi đó chúng ta sẽ được câu là gì? 日本語でレポートを書きます。どうぞ。もう一度言いましょう。日本語でレポートを書きます。Vậy thì chúng ta vừa nói rằng là gì? Nihon go de reporto kakemasu. Bây giờ chúng ta không biết được là chúng ta làm một cái hành động nào đó bằng phương thức như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về cách thức thực hiện một phương thức. Chúng ta sẽ đi với chủ ngữ ở đây là và. Ví dụ là A sang má, B sang má. Nan de ve ka. Nan de ve ka. Đây là làm cái hành động này bằng cách như thế nào? Ii desu ka? Chúng ta sẽ trả lời về danh từ chỉ phương thức hoặc công cụ đi với trợ từ đế, động từ thể must. Đến đây chúng ta sẽ thấy rằng là liên quan tới đế chúng ta đã có đến bài hôm nay chúng ta học thấy là gì? Ba cái động từ đi đến trở về bằng phương tiện này thì đế là các cái danh từ chỉ phương tiện giao thông là các cái danh từ chỉ phương tiện giao thông đúng không ạ? Trừ có aruite là không có đế thôi. Thế thì cái đó chúng ta lại đi đến trở về bằng một cái phương tiện nào đó. Và bây giờ thì chúng ta sử dụng phương thức công cụ làm cái hành động, ví dụ là ăn bằng đũa, viết bằng bút, cắt bằng cắt giấy bằng kéo, rồi nói bằng viết báo cáo bằng tiếng Nhật ideska, thì chúng ta sử dụng nan đế như này. Đế sử dụng trong một trường hợp nữa là chúng ta là doko đế về maska, là làm cái hành động đấy ở đâu. Ideska hoàn toàn khác nhá. Minasan go chú ý shite kudasai. Bây giờ chúng ta đi vào luyện tập. Nihon jin wa nan de gohan wo tabemasu ka? Minasan shitte masu ka? Các bạn có biết không? Người Nhật ăn cơm bằng gì ạ? Chúng ta vừa trả lời rồi đúng không? Hashi de tabemasu. Chúng ta cùng nói nhé. Nihon jin wa nan de gohan wo tabemasu ka? Hashi de tabemasu. 次. Bạn đúng không? Cái này chúng ta có thể bỏ anata đi. Mainichi nan de ongaku wo kikimasu ka? Mainichi nan de ongaku wo kikimasu ka?
Hàng ngày bạn nghe nhạc bằng gì? Chúng ta cùng đọc. Manichi nande ongaku wo kikimasu ka? Tatoeba radio de kikimasu. Dozo. Nghe bằng đài đúng không? Chúng ta có ví dụ khác. Nande reporto okurimashita ka? Okurimashita viết. Sumimasen, okurimashita gửi. Reporto báo cáo. Nande bằng cái gì ạ? Chúng ta cùng nói nhé. Nande reporto wo okurimashita ka? Hacks ですね. Hacks で送りました。どうぞ。Gửi bằng máy fax. それは昔ですね. Ngày xưa đúng không? 最近はあまり fax 使いませんね. Gần đây thì không có dùng máy fax nữa. Chúng ta dùng đều dùng công nghệ thôi. Bằng các phương tiện chụp ảnh là chúng ta gửi đi luôn. いいですか? なんで映画を見ますか? なんで映画を見ますか? Hai người khi nói chuyện trực tiếp như thế này, chúng ta sẽ cái từ anata này các bạn có thể không dùng đến. いいですか?なんで映画を見ますか? Bạn xem phim bằng gì? いいですか? Tại tôi bảo, パソコン xem, bây giờ không cần xem テレビ nữa mà sử dụng gì? Máy tính đúng không ạ? パソコンで見ます。どうぞ。Thậm chí bây giờ chúng ta còn dùng smartphone đúng không ạ? 次、毎日なんで日記を書きますか? 日記là gì? Nhật ký. Vậy chúng ta được câu này là gì? Hàng ngày bạn viết nhật ký bằng gì? どうぞ。毎日なんで日記を書きますか?毎日なんで日記を書きますか?あ、日本語、日本語、日本語で書きます。ちょっとこれ何や?毎日なんで日記を書きますか?日本語で書きます。Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào luyện tập một số câu bằng cách các bạn dịch sang tiếng Nhật. いいですか? Ê, người Ấn Độ ăn cơm bằng gì? Chúng ta có thể trả lời đầy đủ là người Ấn Độ ăn cơm bằng tay, nhưng chúng ta trả lời ngắn như này thôi là được. In do jin wa nan de gohan wo tabemasu ka? Dozo. Te de tabemasu. Te de tabemasu. Nhị, bạn chụp ảnh bằng gì? Tôi chụp ảnh bằng máy ảnh. いいですか? なんで写真を撮りますか?もう一度言いましょう。なんで写真を撮りますか?カメラで撮ります。カメラで撮ります。3. Hàng ngày bạn nghe tiếng Nhật bằng gì? Tôi nghe bằng đĩa CD. 毎日なんで日本語を聞きますか?毎日なんで日本語を聞きますか? CD で聞きます。毎日なんで日本語を聞きますか? CD で聞きます。4. Bạn viết báo cáo bằng gì? Tôi viết bằng máy đánh chữ. なんでレポートを書きますか?Chúng ta có thể sử dụng na ni de ii desu ka? Oboete kudasai. Na ni de reporto wo kakemasu ka? Wa puro de kakemasu. Wa puro de kakemasu. 5. Bạn cắt hoa quả bằng gì? Tôi cắt bằng dao. Na ni de kuramono wo kirimasu ka? Dozo. Knife de kirimasu.Như vậy là đến đây chúng ta đã học thêm một cách thức nữa, nói một việc nào đó làm bằng cái cách thức hoặc phương tiện như thế nào, sử dụng danh từ đi với đế và từ để hỏi là na ni đế hoặc nan đế. いいですか? 皆さんもう一度練習してくださいね。 Các bạn hãy ôn tập lại phần này. 皆さんどうもありがとうございました。じゃあまたね。